ra sống hiền lành như vậy mà. Tại sao cũng không yên với các người? Nên xin giới thiệu đội hình rất độc và lạ của bạn Long Tân, liên thủ Việt Nam. Đội hình của bạn gồm 2 con cây và 1 con chim. Chim thì đứng giữa, rất là dị. Đội hình này mình về energy mình chấm sẽ là 3 điểm, do mỗi một con pet đều có một skin không mất mana. Về thẻ cạt thì đội hình này sẽ là 3 điểm bởi vì có đuôi cắt tai. Về đam mình chấm đội hình này là 3 điểm bởi vì cũng không nhiều skin đam to. Về thủ thì đội hình có 2 con cây, có hồi máu, mình chấm 4 điểm. Đặc biệt đội hình này mình thấy là có hiệu ứng rất là khó chịu, có đuôi gờ ra vết cầm bài của con cây, có trứng của con chim. Về độ khó khi chơi team này mình chấm là 4 điểm, cũng tương đối khó chơi bởi vì có đuôi gờ ra vết và cái trứng cũng rất khó chơi. Về giá của đội hình thì tương đương khoảng 800 đô trên chợ market. Tổng kết đội hình này mình thấy rất độc lạ, hiệu ứng khó chịu cho team địch. Kết quả mùa giải 2020 của bạn Long Tân là 3.606 điểm, một số điểm rất cao. Các bạn có ý kiến gì xin comment phía dưới. Xin cảm ơn và xin chúc mừng liên thủ Long Tân.
Thank you.